Xin chào cả nhà, hôm nay thì xin mời anh em cùng bên Quang Lâm em trên tay một bộ đôi đồng hồ của Orient. Hai chiếc này, một cái có tên là Orient Sanyan Moon Gen 5, sử dụng bộ máy F6B24 và một chiếc Orient AG0010L, cọc số học trò, sử dụng máy F6T22. Cả hai chiếc này thì đều là hàng tuyển chọn, dùng rất là lướt tại thị trường Nhật và đều là hai bảng Nhật nội địa Made in Japan. Xin mời anh em cùng check. Thì có hai chiếc này anh em nhé. Thì khi mà hộp ra thì các bác sẽ thấy là cả hai chiếc vẫn còn đầy đủ hộp các thứ luôn và có hướng dẫn sử dụng. Thì như chiếc này thì nó có cả cái thẻ bảo hành của lúc mua này. Là Hoshosho Nihon Koku Nai no Miyuko là chỉ có hiệu lực tại Nhật. Mã của nó là RN-AG00010L. Chiếc này được bán vào ngày 6 tháng 10 năm 2018 bởi Yodobashi Camera ở Akiba. Akiba này là ở quận Chiyoda anh em nhé, ở Tokyo. Đó thì nó sẽ bảo hành cho người mua 1 năm kể từ ngày mua, tức là ngày 6 tháng 10 năm 2019 là hết hạn. Như chiếc này thì nó được khoảng 2 năm 3 tháng rồi. 2 năm 3 tháng. Với gần ấy thời gian thì cũng đủ để cho một người có thể làm tan nát một chiếc đồng hồ hoặc là ít nhất làm toang một bộ dây. Nếu mà mua về với mục đích sử dụng và dùng không giữ gì lắm. Tuy nhiên, nếu mà rơi vào tay một người chơi sưu tầm thì trong tay có vài cái đồng hồ thì mua về nhiều khi họ mua họ nhìn nó hay hay họ mua về chơi. Thỉnh thoảng mang ra ngắm hoặc là lau chùi thì 2 năm chứ 20 năm thì nó càng ngày càng đẹp hơn. Nhiều chiếc đồng hồ rơi vào tay anh em ấy là càng ngày càng đẹp. Và cả hai chiếc này nó là những chiếc trong số những chiếc như vậy. Với độ giữ gìn phải nói là rất là cao. Với cả nữa là người Nhật người ta giữ hàng thì phải nói là rất chi là cẩn thận. Không có một vết xước ở viền dây này. 2 năm rồi mà không có dấu hiệu của sử dụng luôn. Hai chiếc này đẹp ngang tương đương với hàng trưng bày đấy anh em nhé. Đẹp ngang tương đương. Tuy nhiên thì đây là hai chiếc hàng đã qua sử dụng lướt rồi. Chiếc Sanyan Moon này thì có giá 5,2 triệu. Còn cái cọc số học trò này thì nó có giá là 4,8 triệu tại thời điểm tháng 4 năm 2021, với Yên thì giá khoảng 2,20 triệu. Thì bây giờ em sẽ lên trên tay chi tiết từng cái một nhé. Đầu tiên là cái Orient này, cọc số học trò. Cái này thì ban đầu thì nhìn trên ảnh thì chúng ta sẽ thấy nhìn nó khá bình thường, với một bộ cọc số có cảm giác họ làm hơi tròn to và tốn nhiều diện tích trên mặt theo tưởng thì như vậy. Tuy nhiên thì khi cầm trực tiếp trên tay thì cảm giác lại cảm thấy cực kỳ hợp lý. Một mặt dial có cái màu xanh đại dương này anh em nhìn này, với những cái vân chải tia, rồi với những khả năng phản xạ ánh sáng rất là tuyệt vời, với một bộ kim cọc màu trắng. Và nổi bật trên nền màu xanh này là một bộ cọc số màu trắng. Đặc biệt là các con số này được làm bằng theo kiểu 1234 là Arabic, dễ nhìn. Thì cái này các anh em nhìn giờ chuẩn thôi rồi, nhìn không chợt phát nào. Nói chung là tất cả cái mặt dial của chiếc này thì nó làm tối giản hết mọi thứ đi và chỉ để mỗi ô lộ tim góc 9 giờ thôi. Xoay quanh là các cọc số học trò Arabic chấm hết. Còn về phần bố trí các design thì ở góc 12 giờ thì chúng ta sẽ thấy họ bố trí một cái logo hình hai con sư tử của Orient, có chữ Orient và chữ Automatic. Đó. Góc 6 giờ thì chúng ta có dòng chữ Water Resistant là khả năng chống nước này. Ở dưới có dòng chữ Japan và F6T2 là tên của bộ máy. Ở góc 9 giờ thì chúng ta có ô lộ tim rất là sinh động. Vành ngoài thì chúng ta có vành Arterin, có kẻ vạch ở bên ngoài. Đó. Chiếc này thì có size mặt đường kính là 41 với độ dày là 12mm. Dây là 22 anh em nhé. Nó sẽ hợp với lại anh em tay chữ V 15.5 trở lên thì đẹp. Em này rất tiếc là được trang bị kính khoáng cứng Crystal, một loại kính khoáng cứng chống xước. Thì kính này thì nó tương tự với dòng Marco 2 của Orient.
Thế còn về phần máy thì máy thì để tí nữa so sánh cùng với con Sun Yan Moon này luôn. Thế còn Sun Yan Moon đây thì đây là chiếc Gen 5. Đây là con Gen 5 nhé. Anh em chờ một tí lau cái này đi ạ. Đây là một con Sun Yan Moon Gen 5. Orient dòng này thì nó có Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 và cuối cùng là Gen 5. Gen 1 là ra đời năm 2014. Thì cái dòng đấy là đời đầu sản xuất năm 2014 là sử dụng máy caliber 46B46. Thì cái dòng đấy là vẫn còn chưa có cắt tay và chưa có giờ kim dây khi rút núm chỉ giờ. Và lúc đó thì nó vẫn là thuộc cái dòng phân khúc cao cấp của hãng Orient và hầu hết những mẫu đồng hồ mà đều được vận hành bởi bộ máy 46B46 đó và có chức năng Sun Yan Moon như thời bây giờ. Để cho chúng ta biết thời gian ngày hay đêm. Thì đến năm 2015 thì Gen 2 ra đời. Thế còn đến cuối đời của Gen 2 thì họ đã thay lên bộ máy F6B24 và có cót tay và có dừng kim dây khi rút núm chỉ giờ. Và đến năm 2017 thì họ ra Gen 3. Sau đó là Gen 4. Đó. Đều sử dụng máy F6B24, tức là bộ máy nó đã được bổ sung thêm tính năng để dây có thủ công và dừng kim dây khi rút núm chỉ giờ so với lại cái caliber 46 cũ. Và sau đó thì là Gen 4 và đến năm 2019 tầm tháng 9 tháng 10 năm 2019 thì là chiếc em đang cầm trên tay đây là phiên bản Gen 5 với giá mua tại thời điểm hiện tại năm 2021 là khoảng hơn 8 triệu, loanh quanh khoảng 8 triệu rưỡi 9 triệu tùy từng dealer. Đấy là tại Việt Nam, giá tại Việt Nam. Chiếc này thì có một cái thân vỏ được mạ vàng hồng rose gold với bề mặt đều màu đen nhưng mà đen hơi ngả sang màu nâu với đường kính là 41,5. Về mặt design thì góc 2 giờ chúng ta có logo của Orient, chữ Orient và chữ Automatic. Góc 3 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch với nền trắng và chữ đen. Góc 4 giờ thì chúng ta có Sun Yan Moon từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối là hình ảnh ông mặt trời. Còn từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng là ông mặt trăng thay thế cho chúng ta biết giờ ngày hay giờ đêm. Góc 11 giờ thì chúng ta có một cái sắp đeo ở chỉ lịch thứ và một vành Arturin ở bên ngoài. Bộ cọc số thì là cọc số nổi vắt cạnh và cũng được mạ vàng rose gold. Và nổi bật nhất trên trên mặt đeo này là bộ kim lưỡi kiếm được vặn làm vắt cạnh sang hai bên với một cái độ hoàn thiện khá là tốt và khả năng bắt sáng rất là hiệu quả. Cho chúng ta có thể nhìn thấy giờ ở tất cả mọi góc cạnh này. Các bạn nhìn này. Đó. Kim dây thì khá là thanh mảnh và được vận hành bởi bộ máy F6B24 tương đương với dòng 4R của Seiko nên nó chạy khá là chính xác và kim dây nó chạy tương đối là mượt mà. Về phần máy thì em đang có trên tay hai chiếc. Đây là chiếc Orient cặp số học trò và đây là chiếc Orient Sun Yan Moon Gen 5. Cả hai chiếc này đều sử dụng bộ máy tương đương như nhau. Các bác có thể nhìn thấy về mặt thiết kế cũng như là về các cái bố trí các cái khu vực chân kính nó cũng gần gần giống giống nhau. Nó chỉ khác nhau một chút xíu về các cái chức năng cho nên là cái tên của nó khác nhau thôi. Đó. Ví dụ như ông này thì sử dụng máy F6T22, đây là dòng máy được xây dựng trên nền tảng những con ngựa thồ của Orient, tức là cái dòng 48743 từ những thập niên năm 80 90. Các bác có thể nhìn thấy trên những cái dòng đồng hồ thời nay thì nó có cái dòng Caballero cũng sử dụng máy F6T22 này với 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và 40 giờ tích cót cho chúng ta độ sai số khoảng trừ 15 giây đến cộng 20 giây một ngày với đầy đủ các chức năng là dừng kim dây khi rút núm chỉ giờ này và có cả cót tay cho chúng ta hỗ trợ cho chúng ta việc đeo đồng hồ nó chạy liên tục hàng ngày. Về khả năng chịu nước của chiếc này là 50M. Về thông số mặt sau thì chúng ta sẽ thấy là đây là đều là bản made in Japan hết. Đó, made in Japan. F6T2 là tên của bộ máy này, số series number Japan Orient, Orient Watch Company với 24 chân 22 chân kính. Độ chống nước của cái này là 50M, stainless steel thép không gỉ. Epson là công ty mẹ của Orient. Đó, thì đây là cái bộ máy của cái con cọc số học trò này. Thế còn về máy của cái thằng Sun Yan Moon này thì nó cũng tương tự như cái con cọc số học trò vừa rồi thôi. Trên chiếc này thì sử dụng máy caliber là F6B24. Đây có ghi ở đây này. Hầu hết trên Sun Yan Moon là đều sử dụng máy này từ Gen 2 rưỡi.
trở lên là đã sử dụng cái máy này rồi, với 22 chân kính cũng giống cái kia, 21.600 tần số dao động và 40 giờ tích cót. Sai số cho phép của nhà sản xuất cũng là trừ 15 giây đến cộng 25 giây mỗi ngày, tức là nó cũng tương đương nhau. Về chức năng thì cũng đều có chức năng lên cót bằng tay này và dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Đó. Đều có hết. Và độ chịu nước của chiếc này là 50m. Về thông số mặt sau họ có ghi đây là water resistant là 53, stainless steel sẽ không dỉ, chrome sapphire crystal, tức là mặt trước là kính sapphire, mặt sau là kính khoáng cứng, cũng của Epson và bản made in Japan. Cả hai chiếc này đều bản made in Japan hết anh em nhé, hai bản nội địa hết. Tóm lại là hai bộ máy này thì nó cũng xem như nhau, 19 1 10. Nếu mà so với thằng Seiko thì nó sẽ rơi vào dòng 4:35, 4:36 gì đấy, là tương tự nhau, chỉ khác nhau về một chút, về một cái thì lộ tim, một cái lộ không lộ tim. Chính vì vậy cái tên và số lượng chân kính, cái vị trí của các chân kính nó cũng thay đổi, và cách bố trí các bộ phận, các chức năng là khiến cho cái tên của bộ máy nó khác đi thôi. Thế còn về phần vỏ thì đều được làm bằng thép không gỉ 316L, một loại hợp kim chuyên chế tác đồng hồ của Orient, cho chúng ta khả năng chống rỉ sét, chống sức răm, chống oxy hóa, chống ăn mòn axit. Riêng cái gold này thì được mạ màu vàng hồng, mà Nhật họ mạ thì anh em yên tâm vì nó cũng khá là bền. Về phần dây thì cả hai chiếc đều được trang bị bộ dây da da phấn cá sấu và được trang bị khóa cài có logo của Orient. Em sẽ đeo thử hai chiếc này trên tay để anh em cùng theo dõi nhé. Đó, khi đeo trên tay thì nó sẽ như thế này. Tay em 16.5. Với những thông tin bên trên thì xin được tóm lại những ưu nhược điểm của cả hai chiếc này. Thứ nhất là bộ máy F6 đều là máy đời mới của Orient hết, với đầy đủ các chức năng phụ như cót tay, dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ, tích cót 40 giờ, rồi độ bền tương đương dòng 4R của Seiko. Thứ hai nữa là thiết kế size 41 cho nên là nó dễ đeo cho hầu hết cổ tay anh em, đều là những phiên bản có cái thiết kế rất là đẹp, mỗi cái một vẻ. Cái màu vàng này thì nó có cái ưu điểm hơn, đó là nó sử dụng kính sapphire đó, tức là sẽ bảo vệ xước gần như là tuyệt đối cho chúng ta sử dụng. Còn chiếc cao số học trò này thì mặt kính nó là nhược điểm, khi nó không phải là kính sapphire mà nó là kính khoáng cứng crystal chống xước được 7 trên 10 thôi, so với sapphire thì 9 trên 10. Nhưng mà ngược lại thì cái này có thể xóa được xước, nó cũng là chống xước đấy chứ không phải là không đâu. Tức là khi mà dùng 2 năm hoặc 3 năm mà các bác thấy nó nhiều xước thì các bác có thể mang đi spa, có thể xóa xước được. Chứ còn sapphire để xóa xước thì cũng tương đối khó đấy và đắt nữa. Cho nên là cũng không ai xóa, không mấy ai đi xóa xước của cái sapphire cả. Đó. Đó. Những ưu điểm là kính sapphire. Đó, nhưng mà cái ông này thì lại có một cái nhược điểm, đó là sử dụng khóa cài. Thì nó sẽ dẫn đến tình trạng bị gãy dây nếu mà chúng ta dùng lâu. Nếu mà nó dùng khóa bướm chống gãy dây thì lại tuyệt vời, thì giá nó lại phải nhích lên một tí. Thế còn về giá thì hai chiếc này đều là ưu điểm, vì hai chiếc này anh em nhận hàng chỉ có phê thôi, trong khi giá một chiếc chỉ trên 5 triệu một chút, còn một chiếc thì dưới 5 triệu một chút. Cái này là 4.8 triệu, cái này 5.2 triệu. Anh em muốn biết tình trạng còn hàng hay hết hàng thì hãy click vào đường link Quang Lâm để ở phía dưới của video, hoặc là truy cập vào website đồnghoquanglam.com để các bác có thể check tình trạng còn hàng hay hết hàng. Và bên cạnh đó anh em có thể đặt hàng luôn, ấn Enter là hàng sẽ được gửi đến tận nơi. Với những thông tin bên trên thì chúc anh em sẽ tìm được những chiếc đồng hồ ưng ý phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.